Hôm nay em tiếp tục về một cái loại đồ ngâm rượu, đó là đinh lăng. Đây, giới thiệu qua, đây là cây đinh lăng. Cái này chỉ lấy mỗi cái rễ thôi đúng không ạ? Đây, chọn cái phần rễ với củ. Bắt đầu thái ra, nó mùi thơm lắm. Đây, đinh lăng nó này. Như là sâm ấy, nó là một loại sâm. Đây, cái này có thể cắn được, khá là thơm. Đây là phần thịt và phần củ đinh lăng các bác nhé. Đấy, đinh lăng này nếu các bác có điều kiện thì mua cái củ mà những cái củ này là đa phần là những cái củ mà người ta cắt ra ở cái thân củ ấy, thì người ta lấy về sấy thì nó thơm và ngon. Còn nếu mà các bác lấy mà những cái củ điêu khắc thì nó có những cả cái phần gốc ở bên trên nữa, thì là cái thân chất lượng nó không bằng loại này đâu. Loại này thì em thấy nó ok hơn. Cái này ngâm rượu ngon lắm. Đây, các bác làm một bình, một cái này ngâm được tầm khoảng 5-7 lít. Màu nó có màu vàng vàng đậm đậm, nó không vàng đậm bằng mật ong đâu, nó vàng nhạt nhạt hơn. Và uống rất thơm. Đấy, các bác ngâm tầm khoảng bách nhật, nghĩa là qua 100 ngày là uống được. Cái này em bán là 450 một cân. Đấy, đinh lăng khô các bác nhé. Đấy, đây một túi nó như này các bác này. Đấy, cái này thái ra phơi khô hết rồi. Giờ các bác về chỉ cần tráng qua với rượu xong là ngâm luôn. Cái này cũng rửa sạch hết rồi. Rửa sạch hết xong mới sấy mà. Đấy là đinh lăng. Ngoài ra em vẫn có ngọc cổ khô. Ngọc cổ khô em bán là 200 cân. Giống ngọc cổ khô tay em làm ấy. Với cả chuối hột rừng. Chuối hột rừng có một loại nó nguyên quả. À đâu, loại thái lát này 50.000 một cân. Còn loại nguyên quả này là 100 một cân. Đấy, đinh lăng này là 450 một cân. Mật ong khoái là 300 một lít. Đợt này em mua được cái lò sấy, gần 30 triệu về. Đây, em mua cái lò sấy này về thì đợt tới này sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm em sấy qua lò. Đấy, em đầu tư nó cũng lớn lắm. Mấy chục triệu một cái lò để em sấy các cái đồ dược liệu, không rồi. Kể cả măng miếc các thứ này em sẽ làm khô hết, kể cả mắc mật. Các cái đồ ngâm rượu gia vị em sẽ cho máy sấy hết. Sau đó là sử dụng cái này. Thực ra nếu muốn không sử dụng chất bảo quản nó đơn giản lắm các bác. Muốn không sử dụng chất bảo quản thì điều quan trọng nhất là mình phải làm khô nó. Đây. Khô nó, độ ẩm của nó phải gần như là chỉ còn 2-3%. Và nếu mà mình lo lắng thêm thì mình lấy cái gói hút ẩm ở cái gói bánh gạo ấy. Đây. Đây gói hút ẩm này. Đấy, thì còn một cái lượng ẩm nhỏ nào nữa thì nó hút nốt đây. Thế là nó sẽ không cần phải xử lý qua thuốc hay là cái gì cả. Nhiều người cứ bảo là sợ tẩm thuốc vào để cho nó không bị mốc. Thì cũng có cái đấy là dành cho những người mà buôn hàng tấn ấy. Mà họ xuất hàng đi các nơi cho những doanh nghiệp, nhà máy ấy. Thì số lượng nó quá nhiều như thế thì không thể sử dụng mấy cái gói hút ẩm này được. Và với cả số lượng lớn như thế thì người ta sấy, người ta không có đủ độ sấy, người ta sẽ phơi khô. Đấy, chứ còn những cái hàng như em làm thì số lượng nó rất là ít. 5-7 cân, 10 cân thì em cho máy kia, em cho một phát là khô cong. Mà các bác biết đấy, nếu mà đã khô rồi thì không có lý do nào để nó bị mốc cả. Khi mà khô rồi cộng với cái túi kẹp rít này thì không khí nó không thể vào được, ở trong thì nó khô. Thì không khí khi mà khô thì cái không khí ẩm nó sẽ thấm ngược vào cái dược liệu lâm sản này. Thì bây giờ mình ngăn rồi, cái túi bóng mình ngăn không có cái không khí ẩm vào thì nó không có lý do gì để mốc các bạn. Đấy, đấy, em làm theo cái phương pháp sấy khô và sử dụng những viên kẹo hút ẩm này, cho nên là hàng của em nó không bị mốc, cho nên các bác sử dụng yên tâm. Đây, ví dụ cái lấm ngọc cẩu này, em nói thật các bác chứ nếu mà các bác phơi, các bác không bao giờ để được vào trong túi như em, chỉ có cho máy sấy nó khô đi, nó khô cong hết rồi, bẻ phát nó vỡ ra ấy. Thì như thế thì cho vào túi này nó mới đảm bảo nó không bị mốc được. Đấy, nên là hiểu qua về cái thuốc bảo quản. Thực ra nhà em còn ở trên rừng này thì em còn không biết thuốc bảo quản nó hình dạng màu mè như nào. Nhưng với cái cách làm khô bằng máy và bằng củi của em, cái này là sấy bằng củi thì là không nó mốc các bác nhé. Cho nên hàng đảm bảo các bác yên tâm. Đấy, còn các cái đồ vật tư hoa lan thì em vẫn có nhé. Chậu gỗ nhé. Đây là chậu gỗ sao này. Đây là chậu gỗ sao phi 30 này. Chậu đài sen phi 30 này em bán là 120. Còn chậu đài sen phi 25 là 101. Đây còn chậu này là chậu lim. Có một cái chậu phi 40 này em còn 2 cái này. Phi 40 này là em bán 230 cái. Còn đây là chậu gỗ lim phi 25 là em bán là
120 một cái. Đây, cái này làm rất là cẩn thận và rất là hoa văn nghệ thuật. Chắc nữa, sử dụng cái lan bằng inox nữa. Còn cái chậu gỗ sao lan thẳng này thì hình như em chỉ còn phi 20 này. Phi 20 là 35.000 và phi 30 là 75.000. Đấy, đấy là cái lan thẳng. Nên em chỉ còn cái đấy thôi. Còn đây là chậu sen này. Chậu sen phi 30 là 120 này. Đấy, gỗ sao. Đây, cái gỗ lim thì nó đẹp hơn cả gỗ sao nhiều. Nhưng mà nó đắt. Nó đắt, phi 30 này là 160 cơ. Còn đây chậu lan thẳng là 75.000 đấy, các bác có thể sử dụng cái chậu này cũng là đẹp lắm này. Lưới Nhật thì em bán là 180 một tấm. Đấy, lưới Nhật trắng. Lưới đài thì em bán là khổ 4 mét này là 60.000 một mét này. 60.000 một mét thì nghĩa là các bác sẽ được 4 mét vuông. Đấy. Tính ra nó vào 15.000 một mét vuông. Một cuộn của nó là 120 mét vuông, là nó dài 30 mét và rộng 4 mét. Đấy. Các loại bảng dớn và vật tư các thứ em cũng có hết nhá. Bảng dớn 20.000 một tấm này. 15-60. Còn 15-40 là 15.000. Còn đây là phân chuồn quế này. Phân chuồn quế là 25.000 một cân. Đây là các loại móc inox với móc kẽm. Nhưng ơi, để tôi quay cái canh em. Đây là các loại vật tư như là phân chuồn quế, phân dê, vỏ thông, rêu rừng, dớn vụn. Phân chì Nhật là 120 một cân. Phân trắng Nhật là 240 một cân. Túi này là 5 nạng này, là 120 này. Đấy, phân này là tốt nhất này. Dây buộc lan là 30.000 một cuộn này. Còn đây là Hùng Nguyễn này. Với cả Rotting này. Đấy. Atolic này, thuốc kích thích tăng trưởng là 8.000 một cân. Đây Atolic này, một cái hộp này các bác sử dụng một tuần một lần này. Thuốc tăng trưởng này. Thân nếu mà dùng phi điệp thì phân phi điệp phình to lắm. Sử dụng cái này mới phân dê là hữu cơ là được rồi. Riêng loại phi điệp bình thường. Đấy, cái này của Nhật này. 80.000 một hộp. Còn các loại lan thì ngày hôm nay em vẫn có. Đây, kiếm semi bicolor này là 1 triệu một thân này. Cát vô cương sơn này. Cát vô cương sơn 200 một chậu này. Đây là vàng Tây Linh. Vàng Tây Linh có mỗi chậu này 4 triệu thôi. Chậu này 2 thân 2 mầm. Coi như là 4 thân. Đây có một khóm tuyết ngọc 2 thân này. 1 triệu này. Đang có màu ngồng nụ rồi. Đấy, khóm tuyết ngọc 2 thân có ngồng nụ rồi. 1 triệu nhé. Còn địa lan thanh ngọc thì em vẫn bán là 70.000 một thân. Bên này là vàng cánh bầu Hải Phòng 300 một thân. Đấy, vàng cánh bầu Hải Phòng 300 một thân. Đấy. Bên này là bên này em xem ra vườn còn có cái gì. Bên này có trầm rồng đỏ 2 thân này. Đây là trầm cửu long này nhá. Đây trầm cửu long. Trầm cửu long đang nụ. Đây. Đây trầm cửu long đây đang nụ nó. Nọ em lấy cái lô này. Cái này 350 một chậu nhá. Đây, đang có nụ hết rồi. Trầm cửu long hoa nó cánh nó tròn vo. Gọi là cánh sen đấy. Không phải cánh bầu đó. Hoa nó đỏ nữa. Đây. Mới nụ nó đã bầu này có này. Đây trầm cửu long. Con à. Đây này vũ lữ nhà em lở này. Đẹp thật. Đây là xanh thái. Xanh thái em bán là chậu này 1 triệu này. Đây toàn chậu 1 triệu này. Chậu này 700. Đấy, mẹ con này 700. Đấy, xanh thái. Hoàng nhạn này em bán 120 một chậu. Bên này là trầm biên vàng đang nụ này. Trầm rồng đỏ trầm biên vàng đang nụ là 160. Thế em thay vào cái cốc to to này cho nó gọn. Để gửi cho các bác cho nó dễ. Nó nhẹ. Mới cả ui. Với cả cây vẫn phát triển đều trong bình thường trong cái thời điểm em chăm sóc như này. Càng ngày cây sẽ càng lớn lên. Trong là 16. Đây trầm rồng đỏ đây 16 này. Còn trầm biên vàng 16. Đây trầm rồng đỏ đấy các bác nhé. Đấy em trồng kiểu này cũng nhận cây phát triển tốt thật đấy. Đây. Đấy rất là tốt luôn. 16 một chậu. Còn đây là đen du nắng 4N này. Đấy, hoa đẹp lắm. Đen nắng 4N này em treo toàn bộ ở vườn này là 65.000 một cây.
Bên này có một chậu vàng tây linh này, em bán là 2,3 triệu. Đấy, hai thân này 2,3 triệu. Còn đây là semi coco này. Có hai thân này 700. Đấy, semi coco hai thân già này 700. Còn đây là cây semi lưỡi hồng 800 một thân. Các bác lấy nguyên chậu này là 2,4 triệu này. Nguyên chậu về thì nó đẻ khỏe hơn các bác. Đấy, semi lưỡi hồng. Cây này đẹp như là vàng tây linh ấy. Đẹp hơn ấy. Đây là semi lưỡi hồng này, semi lưỡi hồng này cái này 800. Cây này bắt đầu đang có con rồi. Mùa này đây là một cái semi lưỡi hồng trẻ trẻ măng này, bé bé này. Đấy, hôm nọ em tách cho ấy, bây giờ nó vẫn nó vẫn đẻ rồi các bác này, đấy. Mắt ngủ nó bắt đầu thức lên này. Đấy, cây semi lưỡi hồng này rất là bé. Cây này bác nào làm giống thì 500 thôi. Còn đây là vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây. Chậu này một mẹ một con là 400. Còn đây là đây có 3 thân một con này, một thân già này. Này em bán là 700 thôi. Đấy, dễ ra hết rồi. Đây các bạn. Đấy vàng cánh bầu này. Còn đây là xanh Huế lá sần. Xanh Huế lá sần em bán là 2 triệu. Đây cũng chậu một chậu xanh Huế lá sần này 2 triệu. Đây, nó hơi bị lỗi này tí. Đấy 2 triệu. Cây này là kiếm vàng cánh cong hay là tuyết vân đấy. Cây này thân già thôi. 300 là một khóm hai thân già. Còn đây là bạch vân, đây là bana cánh bầu này. Đấy cây này là dòng bicolor. Đây vàng tây ninh em còn thân này em đợi để em sẽ nuôi ra cho nó có con rồi em sẽ bán cho các bác cho nó rẻ các bác nhá. Đấy. Vàng cánh bầu đây. Chậu này là 600 này, chậu này hai thân. Dễ đang phát triển mạnh lắm. Đây, đang kiếm nhà em còn nhiều. Đây là semi ploy này. 800 này. 800 một mẹ một con này, semi ploy. Còn các loại hàng. Còn các mặt hàng như là kiếm phan trí giao hạt với xanh Huế. Đây xanh Huế giao hạt đây, em bán 8.000 một cốc. Cây xanh Huế thì trông nó nhỏ hơn cây phan trí đây. Đấy, trồng tại Việt Nam thì trông nhìn nó không đồng đều đây. Chơi cả hai cốc này luôn các bác này. Đấy. Đấy, kiếm xanh Huế là 80.000 một cốc. Còn phan trí là 100 một cốc các bác nhá. Phan trí thì bản lá nó bự hơn. Bản lá nó to hơn. Đây. Phan trí là 100 một cốc. Đây, đây các bác nhìn này. Đấy. Còn những cây nhỏ nhỏ gieo hạt em trồng đây này. Đấy những cây nó quá bé này. Ví dụ như bé tí này. Em thả vào đây em trồng đấy. Cái này thì em chưa bán đâu. Còn hồ điệp lá biên là 90.000. Kiếm đài giao hạt là 120. Kiếm đài giao hạt là các bác lấy thì em nhấc cái quả dừa lên em gửi thôi. Em để lại cái chậu này. Còn đây là kiếm số 3. Kiếm số 3 của Thái là 300. Kiếm số 1 với số 3 300 ở hết góc này này. Đấy. Còn đây là kiếm lai. Kiếm lai em thuần từ năm ngoái năm nay này. 200 một chậu, có đúng 2 chậu rồi thôi. Giống cả các bác.